mới đi lên đây á. Bãi à? Điểm đến của bạn nằm ở bên phải. Này hệ thống xào ở đây là oách hơn bên anh đấy. Oách hơn đấy, nhiều oách hơn đấy. Nhiều hơn, nhiều hơn. Cái 80, mặt này là 10m, 5m. 10m, 5m. Chủ yếu là dùng không gian để đem cái mấy cái núi của Thái Nguyên đây thôi chứ còn... Có mới, làm ở mới toe luôn. Mang cái núi cốc chứ. Mới toe. Đưa hạt khô núi cốc sang đây. Cái này là kéo lên. Tất cả kéo là như thế. Con em còn là không mấy chiếu thôi. Ừ.
trước là Đức nó gọi cho anh không nhỉ? À thì Hưng gọi là anh ở à, Hưng anh đang ở Thái Bình nhỉ? Không Hưng bầu ấy. Sao không đó anh hay là ngồi cùng nhau gọi anh nhiều sao đấy. Thoải mái, cứ trừ đi cho em dùng cho anh người sao rất là thoải mái rồi. Hiện nay cái hệ thống điều hòa này thì có ok không? Bây giờ nó đang bị trục trặc một tháng đây em đang làm. Anh vẫn đang trong nhà thầu nó vẫn làm. Không, ta phải chi tiền, ta thu để lấy tiền trả đấy. Suýt soát riêng cái sửa hôm vừa rồi để chuẩn bị liên hoan kịch, anh mất coi như là suýt soát 100 triệu. Nhưng mà tiền thì tao bán vé thì thử ra đây. Có. Bên của anh là có những cái show ấy được. Điều hòa bên anh còn ok. Tức là nó đòi hỏi bảo dưỡng thường xuyên. Bảo dưỡng thường xuyên. Đúng rồi, cái điều hòa thì đang chạy, ví dụ là chạy mất khoảng độ 10 triệu, bây giờ nó chỉ còn 7 triệu tiền điện nếu mình chạy full, bởi vì là hệ thống này của nó rất là lớn. Đấy. Thế nhưng mà nếu ông không bảo dưỡng thường xuyên phát tiền điện cứ nâng. Đúng rồi, nó giống như cái điều hòa đang bị mát chứ còn nâng. Nó không mát, nó còn nâng tiền điện ấy, bởi vì cái khi mà cái điều hòa mà nó chạy nó thoát ra được, bởi vì cái đường ống nó thông thoát ấy. Đúng rồi. Vì nó lại qua đây. Đường xa mênh mông. Đấy khoảng độ 7-8 năm không sang đây này. Thank you.
bản anh viết từ năm ngoái. Thế để chuẩn bị nó hơi lâu. Chuẩn bị lâu mà cái việc giàn dựng nó chỉ chiếm 50%. Mời các anh ạ. Xin ghi lại một tí hình ảnh của các anh, không biết bao giờ mới quay lại đâu. Không, bây giờ các bạn Vinh Bình ạ, anh là tăng cường cái việc tức là marketing. Đấy, nếu em theo dõi mấy của anh ấy, tức là Facebook của anh ấy, hay là Facebook của nhà hát, tức là hoặc chương trình nghệ thuật. Tất nhiên là